Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng 16 V-League 2023-2024 của chúng ta khép lại chỉ được 2 ngày thôi, thì V-League vòng 17 sẽ diễn ra những cái vòng đấu tiếp theo, những trận đấu tiếp theo, và từ giờ tới cuối mùa giải cho tới cuối cái tháng 5 này thì V-League của chúng ta sẽ diễn ra cứ mật độ là 3 đến 4 ngày một trận. Thì đây là cái thời điểm mà người hâm mộ đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những trận cầu rất là nảy lửa, hấp dẫn, và ở cả cuộc đua vô địch cũng như là cuộc chiến trụ hạng, nói chung là rất hay. Thì trước khi đến với cái lịch thi đấu trực tiếp và những thông tin liên quan của vòng đấu thứ 17, thì quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thể Thao bằng cách bấm like video và chia sẻ video và đưa ra những dự đoán về tỷ số của các trận đấu này phía dưới phần bình luận. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trước vòng 17 V-League 2023-2024 thì cái bảng xếp hạng của V-League cụ thể như sau. Nam Định dẫn đầu với 35 điểm, xếp thứ hai là Bình Dương 30 điểm. Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch, đã tụt xuống vị trí thứ ba với 28 điểm. Xếp thứ tư vẫn là Bình Định với 26 điểm, đứng thứ năm là Thanh Hóa 23 điểm, đứng thứ sáu là Hà Nội 23 điểm, đứng thứ bảy là Hải Phòng 21 điểm, xếp thứ tám là Hà Tĩnh 20 điểm, đứng thứ chín là Quảng Nam 19 điểm, xếp thứ 10 là Thành phố Hồ Chí Minh 19 điểm, đứng thứ 11 là Hoàng Gia Lai 18 điểm, xếp thứ 12 là Thể Công Viettel 17 điểm, đứng thứ 13 là Sông Lam Nghệ An 15 điểm, và đứng cuối cùng là Khánh Hòa với 10 điểm. Như vậy là sau cái vòng đấu thứ 16 thì cái cuộc chiến trụ hạng nó đang rất là căng thẳng đối với Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai tạm thời dễ thở một chút khi mà đội bóng này đã tạo ra cái khoảng cách là 8 điểm so với Khánh Hòa. Tuy nhiên thì cái suất playoff vẫn ở đó, vị trí thứ 13, cho nên là sẽ phải tránh xa cái vị trí thứ 13 này càng càng xa càng tốt. Vì vậy cho nên là Hoàng Gia Lai hay là Thành phố Hồ Chí Minh hay Quảng Nam hay Hà Tĩnh, những đội bóng từ thứ 8 đến 9, thứ 10 chưa an toàn đâu, nói chung là chưa an toàn, phải tiếp tục nỗ lực cố gắng. Theo lịch thi đấu của vòng đấu thứ 17 thì sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 5. Trong ngày mùng 9, mùng 8 tháng 5 thì sẽ diễn ra các trận đấu như sau. Vào lúc 17 giờ Quảng Nam đối đầu với Công an Hà Nội. Vào lúc 18 giờ Nam Định đọ sức với Bình Dương. Đây là trận đấu mà theo thông báo từ phía ban tổ chức sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Khánh Hòa thì Khánh Hòa đối đầu với Hải Phòng. Bình Định so tài với Hà Tĩnh. Và vào lúc 19 giờ 15 ngày mùng 8 tháng 5 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Trong ngày mùng 9 tháng 5 thì sẽ diễn ra hai trận đấu còn lại. Vào lúc 17 giờ thì Hoàng Gia Lai đối đầu với Sông Lam Nghệ An, và trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Hà Nội FC với Thể Công Viettel. Thì trận Hà Nội FC với Thể Công Viettel là trận đấu thứ hai được áp dụng công nghệ VAR. Như vậy là ở vòng đấu này thì chỉ có hai trận đấu được áp dụng công nghệ VAR thôi, bởi vì là Sông Lam Nghệ An này thi đấu sân khách này, Thanh Hóa thi đấu sân khách này, Hải Phòng thi đấu sân khách. Đó, cho nên là chỉ có hai đội bóng ở ngoài miền Bắc thi đấu trên sân nhà, đó là Nam Định với Hà Nội FC, cho nên là chỉ có hai trận đấu được áp dụng công nghệ VAR thôi. Đấy. Thì ở cái vòng đấu này chúng ta thấy rằng là cuộc đọ sức giữa Quảng Nam với Công an Hà Nội thì Quảng Nam nói chung là lành ít dữ nhiều đấy, mặc dù có lợi thế sân nhà thật, nhưng mà các Công an Hà Nội ở thời điểm họ đang khát điểm như này thì sẽ rất khó chống đỡ. Mình cho rằng là Quảng Nam khó mà có điểm được. Nam Định gặp Bình Dương là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này, và Nam Định nếu như mà Nam Định giành được chiến thắng trước Bình Dương thì họ sẽ tiến thêm một bước nữa trong cái cuộc đua vô địch của mình. Đấy. Khánh Hòa với Hải Phòng là trận đấu mà Khánh Hòa nếu như muốn níu kéo cái hy vọng thì sẽ phải thắng, nhưng mà thực sự mà nói với cái lực của Khánh Hòa thời điểm hiện tại để thắng Hải Phòng cũng không dễ đâu. Còn Bình Định với Hà Tĩnh là trận đấu mà cơ hội lớn để cho Bình Định giành chiến thắng. Thành phố Hồ Chí Minh với Thanh Hóa thì mỗi khi thi đấu sân nhà Thành phố Hồ Chí Minh chơi rất tốt, vì vậy cho nên là hy vọng là Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ kiếm được điểm ở trận đấu này. Hoàng Gia Lai với Sông Lam cũng là trận đấu căng đấy, và nếu như mà Hoàng Gia Lai mà đánh bại được Sông Lam Nghệ An thì cái cuộc đua trụ hạng của Hoàng Gia Lai nó sẽ trở nên dễ thở hơn nữa. Và đây là trận đấu mà có lợi thế sân nhà, cho nên hai đội bóng này chắc chắn sẽ chơi gay lắm đấy, sẽ chơi ăn miếng trả miếng và không ngại va chạm đâu. Còn trận đấu giữa Hà Nội FC với Thể Công Viettel, mình ví trận đấu này nó như kiểu là trận đấu mà chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của đội bóng, vì hai đội bóng này mùa giải năm nay mặc dù là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng mà lại đang thi đấu rất là tệ. Hà Nội FC thì cải thiện nhỉnh hơn một chút so với Thể Công Viettel, nhưng mà bây giờ đang kém cái đội đầu bảng là Nam Định tới 12 điểm, rất khó cho cuộc đua địch mùa giải hôm nay. Còn Thể Công Viettel thì đang ở trong cái nhóm trụ hạng, đây là một điều rất là tệ đối với đội bóng lính. Thì đây là trận đấu mà hai đội bóng chắc chắn sẽ chiến đấu vì người hâm mộ thôi, và cũng không ngoại trừ khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa đâu, chúng ta cùng chờ xem ạ.
Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có thể dự đoán tỷ số các trận đấu ở phía dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và trao đổi với nhau trong chương trình livestream diễn ra vào tối nay. Mọi người lưu ý là tối nay vào lúc 19:30 thì sẽ có cái chương trình nhận định vòng 17 V-League 2023-2024. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.